Được Thủy Tiên tặng 50 triệu đồng, anh nông dân bật khóc nức nở gây xúc động. Thủy Tiên với sự đồng hành của ông xã Công Vinh vẫn tiếp tục hành trình cứu trợ đồng bào miền Trung sau lũ lụt nhiều ngày qua. Mới đây, nữ ca sĩ đến quê chồng ở Nghệ An để giúp đỡ người dân gặp khó khăn. Trên trang cá nhân, Thủy Tiên gửi lời cảm ơn đến chính quyền, cán bộ tại địa phương đã giúp đỡ cô rất nhiệt tình, chu đáo trong công tác chuẩn bị để số tiền hỗ trợ đến tận tay người dân đúng hoàn cảnh và mục đích. Bà xã Công Vinh còn liên tục cập nhật tình hình về số tiền đã giúp đỡ người dân. Hôm nay tổng hỗ trợ cho hai huyện Thanh Chương, Hưng Nguyên tại Nghệ An. Trước sự chứng kiến của các lãnh đạo tỉnh, huyện, xã là 8 tỷ đồng. Một lần nữa, Tiên cảm ơn mọi người đã ủng hộ về tài khoản của Tiên rất nhiều. Không có sự chung tay của mọi người, bà con mình không thể được vui mừng như vậy, Thủy Tiên chia sẻ. Đáng chú ý trong clip Thủy Tiên chia sẻ, ngoài số tiền từ 5 đến 10 triệu giúp đỡ cho nhiều hộ dân chịu thiệt hại vì bão lũ, nữ ca sĩ còn trực tiếp hỗ trợ thêm cho hai người dân có thiệt hại nặng nhất sau bão lũ vừa qua ở Nghệ An. Cụ thể, hai anh nông dân có trang trại lợn, nuôi cá là trường hợp chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thủy Tiên đã giúp đỡ hỗ trợ riêng cho hai trường hợp này với số tiền 50 triệu đồng mỗi người, với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn của họ phải hứng chịu thiên tai. Công Vinh cũng nhấn mạnh, đây là số tiền của các mạnh thường quân cả nước. Việc này không chỉ ở Nghệ An mà còn nhiều tỉnh thành khác, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Số tiền này không phải nhỏ, nó là phần nào để giúp đỡ các gia đình sau thiệt hại. Điều này là rất quý. Anh nông dân sau khi nhận số tiền 50 triệu từ Thủy Tiên đã bật khóc nức nở vì xúc động. Anh không thể kềm được nước mắt, nghẹn ngào chia sẻ, số tiền này là cả gia tài của em. Theo đó, Thủy Tiên cho biết, cô tiếp tục ở lại miền Trung trong vài ngày tới vì không nỡ rời đi khi chứng kiến có quá nhiều hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ, lẽ ra hôm nay theo kế hoạch sẽ bay lại Sài Gòn, nhưng giờ lại phải leo lên xe, đi 300 cây số, quay ngược lại Quảng Trị lần thứ ba, ê ẩm cả người, mưa tầm tã lạnh. Có chút mất phương hướng như người không nhà, nhưng nhớ lại những ngôi nhà của những người dân khó khăn, những nơi mình đã đi qua, có cũng như không. Tự sốc lại tinh thần, xác định lại phương hướng rồi đi tiếp. Sực nhớ làm gì thì làm, trên vai mình còn gánh vác cả trái tim. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.